Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Wonder Twitter sẽ mang đến các bạn một sản phẩm máy hút chân không Casio mã là VR390 thương hiệu đầu tư của Hoàng Liên Bang Đức. Chiếc máy này có công suất là 110W với các thiết kế nhìn rất là đơn giản nhưng mà cũng không thua kém bất kỳ một cái sản phẩm hút chân không của hãng nào. Đây là hình dáng bên trong của chiếc máy này. Các bạn có thể nhìn nó khá là bắt mắt, được bo viền bằng một lớp thép inox không gỉ và một khối màu đen ở đằng sau, khá là nhỏ gọn kích thước. Bên trong máy á, khi đi kèm thì có một cái dây này là sử dụng khi mà các bạn hút các hộp hút chân không nhá thì các bạn sử dụng đến, còn hút túi thì không cần sử dụng đến. Mình giới thiệu qua về màn hình của nó nhá. Nó gồm có 4 nút này. Cái đầu tiên là cái chế độ các bạn thường sử dụng là hút xong hàn, và cái chế độ thứ hai là cái chế độ hút khô và hút ẩm nhá. Đó. Còn bên cạnh này là cái chế độ hút nhanh và hút chậm này. Còn bên ngoài cùng là cái chế độ hàn không. Đó. Cái máy này nó khá đơn giản, nó chỉ có 4 nút sử dụng thôi. Đó, mình cho chiếc điện thoại vào này. Rồi mình hút, mình mở máy ra. Các bạn cho vào cái đường G của nó có hai cái nhô lên đấy. Rồi các bạn ấn xuống. Ấn thì các bạn dùng hai tay nhá, ấn hai đầu. Đó. Sau khi mà các bạn ấn xong rồi đấy thì các bạn hút thôi. Đó, các bạn nhìn chiếc điện thoại của mình đấy. Máy chạy khá là nhẹ nhàng. Sau khi đã hút hết không khí bên trong, đây là sản phẩm của chúng ta. Mình mở máy ra, lấy sản phẩm ra này. Mình dùng hai cái ngón tay ấn vào hai cái đầu của hai cái nút. Đó, máy sẽ phát ra một tiếng kêu cạch và các bạn mở máy ra. Quá trình đã hoàn thành. Đây là sản phẩm của chúng ta sau khi đã hút hết không khí bên trong. Nó đã được bao bọc bởi một lớp ni lông khá là chắc chắn. Với cách sử dụng mà để mà hút chân không ấy thì các sản phẩm của nhà các bạn có thể giữ bảo quản dài hơn khoảng 8 đến 10 ngày so với các sản phẩm khác. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.